Thái Thảo xin lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị gặp gỡ vị khách mời của Thanh Thảo, đó là luật sư Benny Dương trong show Nét Việt ngày hôm nay. Chị Thanh Thảo xin chào đến Benny. Dạ, em xin chào chị Thanh Thảo và xin chào quý khán thính giả của đài Nét Việt. Kính thưa quý vị khán giả, một lần nữa cho anh Thảo nhắc về Benny. Benny là chánh văn phòng và senior survey khu vực 2. Và cô cũng là ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên tại quận hạt Santa Clara. Và theo như Thanh Thảo được biết, cho dù Betty hay là đối thủ của cô thắng trong chức vụ này thì cũng là một niềm hãnh diện cho người Việt Nam của mình. Đây là người Việt Nam đầu tiên được giữ chức vụ này tại quận hạt của mình. Chị Thanh Thảo, khi mà nghĩ đến ngày bầu cử sắp tới sẽ có những cái kết quả, mà một trong những kết quả mà chị Thanh Thảo nghĩ sẽ là hãnh diện đó là chức vụ giám sát viên tổng hợp sân gặp ra ra. Thưa quý vị, cho anh Thảo một tí xíu tâm sự. Trước khi mà chị em của Thanh Thảo ngồi xuống để đưa những cái thông tin mà ngày hôm nay BD đưa ra đó, thì BD có nói chị Thanh Thảo ơi, có thể giúp em, cho em tí xíu thời gian để em gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt của mình tại San Jose. Thì bây giờ em có thể... Dạ, em xin cảm ơn chị. Dạ, thưa quý vị ơi, mấy hôm nay Betty đi lúc nào công việc của Betty trong việc bầu cử và trong quận hạt đi, không? Cả hai là cho Betty cơ hội đi ra gặp gỡ với quý đồng hương. Và Betty xin gửi lời cảm ơn đặc biệt cộng đồng người Việt Nam của mình, cử tri của mình ở tại khu vực 7 của thành phố San Jose. Thưa quý vị, mấy hôm nay Betty đi gặp gỡ rất là nhiều và thấy là khu vực 7 của mình ai cũng đều rất là hiền, tốt với Betty, ai cũng đều rất là có lòng thương hàng xóm láng giềng với nhau, thương mến cộng đồng của mình, có rất là nhiều cái đề nghị và đóng góp và ý kiến để cho làm sao có thể xây dựng quận hạt Santa Clara của mình càng ngày càng vững mạnh. Cho nên Betty xin gửi lời một lời cảm ơn cho quý đồng hương tại khu vực 7 của thành phố San Jose là rất là nhiệt tình, rất là có lòng, rất là hiền và rất là vui vẻ. Cho nên Betty xin cảm ơn một lời. Thưa quý vị khán giả, thì những cái chia sẻ của BD thì mình cũng cảm nhận được, phải nói là đồng hương chúng ta sống tại thành phố San Jose ở quận hạt Santa Clara thì đều có chung một cái ước nguyện là mỗi một ngày cộng đồng người Việt của mình sẽ lớn mạnh hơn, cộng đồng người Việt của mình sẽ phát triển hơn để mà có cuộc sống tốt đẹp. Và một điều mà những người làm truyền thông như Thanh Thảo hay những người làm những chức vụ như Betty hay là những các anh các chị làm ở quận Hà cũng chẳng hạn, thì đều mong rằng một mà cộng đồng Việt Nam đoàn kết, vững mạnh và phát triển hơn nữa để cho thế hệ của mình, những đứa trẻ em lớn lên tại nước Mỹ luôn luôn nhớ về nguồn cội của mình. Đó là một trong những điều mà Betty khi đến với chương trình Nét Việt để chia sẻ những thông tin đều muốn những điều này xảy ra. Dạ, đúng chị. Ngày hôm nay thì sao em ạ? Thì là bằng một cách đó là mình phải đi bầu. Đúng rồi, là phải đi bầu. Ngày hôm nay thì Betty sẽ chia sẻ với quý vị về thông tin bầu cử sắp đến. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị ơi, cái phiếu bầu của mình nộp là cái tiếng nói của mình. Đó là cái sức mạnh của mình, là cộng đồng người Việt Nam đi tị nạn tới đây, đi chú tới đây đó, để xây dựng một cuộc sống mới. Thì cái phiếu bầu này rất là quan trọng và Betty rất là hãnh diện là tại quận hạt Santa Clara đó. Quận hạt của mình rất là đặc biệt, là quận hạt mình khác những quận hạt khác trong tiểu bang Cali mà khác toàn nước Mỹ luôn. Là mình đã làm cho cái sinh hoạt, cái sự đi bầu phiếu rất là dễ dàng, rất là tiện cho toàn dân. Thưa quý vị, có thể là quý vị biết là tuần này đó, bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 là quận hạt bắt đầu gửi phiếu bầu tới tận tới nhà. Dù mình xin yêu cầu gửi vote by mail hay mình không có, mình đi ghi anh đi bầu mà mình không có yêu cầu một cái phiếu bầu gửi tận nhà đó, quận hạt của Santa Clara của mình tự động gửi về. Có nghĩa là miễn là quý vị ghi anh đi bầu là sẽ được nhận phiếu bầu, cho càng tiện cho mình. Quý vị, nếu mà quý vị muốn giống như Betty đó, Betty thích là đúng ngày 5 tháng 11 đi bầu, đích thân tới một cái nơi bầu cử, dẫn con gái đi theo để cho nó thấy được cái trách nhiệm của dân là phải bầu phiếu. Cái đó là Betty làm mỗi lần có bầu cử gì là đều dẫn con gái đi theo, từ ngày nó sinh ra đó ẵm nó đi theo, rằng cho nó có thể lớn lên nó biết là đây là cái trách nhiệm của nó. Quý vị có thể vẫn còn đi bầu tích thân mình được, nhưng mà nếu mà quý vị muốn á, cái phiếu bầu đó sẽ gửi tận tới về nhà quý vị, chỉ lựa chọn những gì điều mà quý vị muốn, những ai quý vị muốn, bỏ lại vô phong bì, tiền tem đã trả hết rồi.
Cuốn hạt Santa Clara là cuốn hạt đầu tiên trong tiểu bang Cali mà bao tiền tem dùm cho tất cả dân để bầu phiếu càng ngày càng dễ càng tốt, phải không? Nó thuận tiện đó. Thuận tiện hơn, dạ đúng rồi. Thì có, nếu mà quý vị không có thời gian ngày 5 tháng 11 tới bầu một cái nơi địa điểm á, thì có điền bỏ vô thùng thơ là xong chuyện. À, còn nếu mà quý vị muốn nữa cho chắc ăn á, có thể là hôm nay các quý vị có thể bầu phiếu bỏ lại vô cái phong bì mang tới tận văn phòng bầu cử của quận hạt Santa Clara là 1555 đường Berger, Berger, ngay đường Old Oakland Road đó, là nhân viên của văn phòng bầu cử sẽ nhận liền. Cho nên quý vị sẽ thấy trước mắt là cái phiếu bầu của quý vị được đến nơi, đến chỗ an toàn. Đã trao tận tay rồi. Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, có hai hình thức bầu. Không biết là nhà quý vị đã nhận được cái phiếu bầu chưa? Cá nhân Thanh Thảo thì Thanh Thảo nhận rồi. Chị Thảo đã nhận rồi và Thanh Thảo lúc nào cũng làm đúng cái trách nhiệm của người công dân hết á. Thì thưa quý vị, mình nói về trách nhiệm của người công dân để mình bầu lá phiếu của mình, đó là một ý kiến. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cái lá phiếu của mình ngoài cái trách nhiệm ra, nó còn là lợi ích cho mình. Mình bầu để mình chọn đúng cái người mà mình nghĩ rằng, mình tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc, mang lại lợi ích cho mình, cho đất nước. Thì cái lá phiếu của mình nó quan trọng vô cùng. Có thể quý vị nghĩ rằng tôi có một cái lá phiếu tôi nó không có không cần thiết đâu, thôi tôi cũng lười quá. Thì thưa quý vị, một người suy nghĩ như vậy thì triệu người cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Thì cái lá phiếu của mình không có được tới tay, không có được kiểm phiếu, thì đó là một thiệt thòi cho mình. Đó là cá nhân chị Thảo nghĩ như vậy. Thưa quý vị, như BD chia sẻ, chúng ta có hai cách bầu. Mình có thể bầu bằng thư. Quý vị nhận được phiếu bầu rồi quý vị chọn những cá nhân nào quý vị muốn, rồi quý vị gửi ở thùng thư tem đã có được dán sẵn rồi, quý vị không cần phải dán tem nữa, đã được cái mộc của bưu điện rồi. Đúng rồi, hoặc là đúng ngày quý vị đến những cái phòng thư, những phòng bầu phiếu để mình tự mình bầu. Có nhiều nơi để bầu không ra? Dạ có rất là nhiều nơi. 11 ngày trước khi ngày 5 tháng 11 là những cái vote center sẽ bắt đầu mở cửa. Và quý vị có thể, hồi xưa đó có thể những ai giống như hồi nhỏ Betty 18, 19 tuổi hồi xưa đi bầu phiếu đó, Betty nhớ là hồi xưa đó là văn phòng bầu cử gửi một cái lá thư cho mình nói là cô phải đi bầu một địa điểm này, vậy thôi, địa chỉ này, mang cái phiếu này đi theo để cho họ biết mình là ai. Hồi xưa như vậy, bây giờ là technology nó làm rất là tiến bộ, không cần phải làm như vậy nữa. Quý vị sẽ thấy toàn cả quận hạt trong 15 thành phố, có thể là ở Mountain, có thể quý vị ở thành phố San Jose nhưng mà đi làm ở Sunnyvale, đi làm ở Mountain View, là tất cả địa điểm, tất cả thành phố sẽ đều có vote center. Quý vị có thể lên tới mạng của quận hạt Santa Clara để thấy rõ là những nơi phiếu bầu, những nơi để vote center để nộp phiếu bầu ở đâu. Nhưng mà quý vị sẽ thấy nó sẽ đăng ở ngoài đường một cái bảng rất là lớn để vote. SCC vote, quận hạt Santa Clara vote. Rồi quý vị có quẹo vô cho người ta coi cái ID là họ sẽ cho mình vô nộp phiếu bầu. Mình bầu tại chỗ luôn. Không có sao mà bắt đầu 11 ngày trước khi ngày bầu cử là sẽ có cơ hội để đi bầu ở một cái vote center, mà sẽ có rất là mấy trăm địa điểm toàn cả quận hạt Santa Clara. Có nghĩa là mình được có thể bầu sớm trước 11 ngày. Đúng ở rồi, những địa điểm đó. Mình có thể bầu hôm nay, mình nộp cái phiếu bầu của mình về cũng là bầu rồi đó. Đó. Rồi một điều nữa là khi mà những cái phòng thu, những trong những cái đợt mà mình bầu cử như vậy thì nhân lực cần rất là nhiều. Thì chị Thảo nghĩ rằng cũng có nhiều công việc mở ra. Đúng rồi, chị có thể, quý vị có thể nhớ là năm ngoái em đã lên đài với chị để kêu gọi quý đồng hương xin nếu mà có ai có thời gian, nếu mà ai đang vừa mới ra trường hoặc là đang đợi một công việc mới đó thì xin tham dự cái công việc này. Cho nên bây giờ vẫn cần có job, vẫn có cần thiết có sự giúp đỡ của nhân viên. Tại thưa quý vị, ngày 5 tháng 11 không phải là mình xong việc bầu cử. Ở tại quận hạt mình phải đếm tất rất là nhiều phiếu nữa, mà mình đếm đi, mình đếm lại, mình đếm cho nó thật là chuẩn để cho mình có thể có kết quả. Mà văn phòng bầu cử của quận hạt Santa Clara thường thường một cái ngày bầu cử lớn như vậy đó làm việc cho tới 30 ngày sau khi ngày bầu cử, cho tới tháng 12 luôn. Cho nên là vẫn có rất là cần nhiều người nhân viên, cho nên quý vị xin tham gia. Và ngoài ra cái đó, nếu mà có các bạn mà muốn volunteer đó, nếu mà muốn volunteer đúng ngày bầu cử hoặc là trong cái thời gian 11 ngày trước khi ngày bầu cử đó, các bạn có thể volunteer mà sẽ được cái, không phải lãnh lương mà sẽ được cái số tiền tượng trưng. Giống như mua bữa ăn trưa hay là đổ tiền xăng. Nhưng mà cái cơ hội để tham gia
về cái công việc bầu cử này cũng là nó rất là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt, là một cái trải nghiệm rất hay, rất là hay, đúng rồi. Và thưa quý vị, nếu mà có ai muốn thêm chi tiết về công việc volunteer, về công việc làm việc cho cái mùa bầu cử này đó, xin gọi tới 1-866-430-8683. Cảm ơn em rất là nhiều. Số phone đang hiện trên màn hình nha quý vị. Trước khi mà Thanh Thảo và Billy chia tay quý vị trong buổi talk show này thì một lần nữa xin nhắc lại quý vị, chúng ta đang trong mùa bầu cử và chúng ta hãy thực hiện trách nhiệm cũng như quyền trách nhiệm của người công dân, cũng như mình mang quyền lợi cho mình bằng cái lá phiếu của mình nha quý vị nha. Chị nói rất là đúng và rất là hay. Dạ, em xin cảm ơn chị giúp đỡ cho em cơ hội để chia sẻ những chi tiết này. Và xin quý vị happy election season, xin phải bầu bầu phiếu và cho luôn tiếng nói của người Việt Nam mình vững mạnh. Em chào luôn. Billy xin chào quý khán thính giả và Billy xin chúc quý vị luôn 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 là nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.